Tại vì do gì mà nhìn như thế? Ừ, lý do gì? Ừ, đúng rồi. Thế bây giờ ước mơ của Nhi là gì? À, một diễn viên điện ảnh rồi. Diễn viên điện ảnh thì phải tự tin lên, đúng không? Phải rất tự tin đúng không? Rồi, sao? Rồi, được rồi. Thế bây giờ Nhi chào các bạn đi. Rồi, rồi bây giờ